Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin của Lekan News. Những tin tức về thời sự, xã hội, chính trị thế giới sẽ được chúng tôi cập nhật mỗi ngày. Mời quý vị và các bạn đón xem nội dung chính của bản tin hôm nay. Nữ sinh làm lộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối diện với khung hình phạt 10 năm tù. Liên quan đến vụ nữ thí sinh làm lộ đề thi môn toán của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 ở Yên Bái, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Hồng Ánh, 21 tuổi, trú tại xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái để điều tra về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Quá trình điều tra xác định, ngày 28 tháng 6 năm 2023, trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại phòng thi số 061, điểm thi trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, sau 60 phút làm bài thi trắc nghiệm môn toán, 2 phần 3 thời gian làm bài, Ngô Hồng Ánh dùng điện thoại di động mang vào từ trước, chụp ảnh phần đề thi mà Ánh chưa làm để gửi qua ứng dụng Messenger cho ba người khác làm bài thi hộ. Công an tỉnh Yên Bái cho rằng hành vi của Ánh dù không gây ảnh hưởng đến kết quả chung của kỳ thi nhưng đã vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Theo luật sư Bùi Xuân Lai, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hệ thống dịch vụ pháp lý luật sư X, nhiều người nghĩ rằng khi cuộc thi bắt đầu thì việc chia sẻ đề thi lên mạng xã hội là việc làm hết sức bình thường và đôi khi đây còn là sự kiện để người viết câu view, câu tương tác trên mạng xã hội. Vị luật sư này cũng cho biết, đối chiếu khoảng 2 điều 337 bộ luật hình sự, nữ sinh ở Yên Bái có thể bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm. Đây cũng là một bài học đắt giá cho những người đã và có ý muốn gian lận trong các kỳ thi. Luật sư Bùi Xuân Lai chia sẻ thêm. Chánh thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau bị bắt do liên quan vụ án lừa đảo. Ngày 19 tháng 11, cơ quan điều tra của Bộ Quốc phòng đã khởi tố 5 người liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần chế biến xuất nhập khẩu thủy sản Cado ViMet công ty CDV. Trong đó, hai người bị khởi tố và bắt tạm giam là ông Tăng Gia Phong, chánh thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau và bà Phạm Thị Hường, nguyên tổng giám đốc công ty CDV. Ba người bị khởi tố nhưng cho tại ngoại, tên là T, nguyên tổng giám đốc công ty CDV, G, nguyên tổng giám đốc công ty và bà H, nguyên phó tổng giám đốc công ty CDV. Những người này bị khởi tố điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến các khoản vay của ngân hàng quân đội chi nhánh tại Cà Mau như đã thông tin, sáng ngày 8 tháng 11, lực lượng làm nhiệm vụ của Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng đã mời ông Phong đến Cơ quan Điều tra Hình sự khu vực 6 thuộc quân khu 9, địa chỉ phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Sau khi đọc lệnh bắt tạm giam, ông Phong được di lý đi nơi khác. Trước khi giữ chức thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau, ông Phong từng làm kế toán trưởng và phó tổng giám đốc công ty CDV một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết quyết định đình chỉ chức vụ của ông Phong sẽ được đưa ra trong thời gian tới. Phó Chủ tịch xã ở Hà Giang bị đình chỉ sau vụ đi săn thú bắn chết người Chiều ngày 9 tháng 11, ông Thảo Mỹ Bó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thượng Phùng đã bị Chủ tịch huyện Mèo Vạc, Hà Giang quyết định tạm đình chỉ chức vụ. Lý do tạm đình chỉ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thượng Phùng, Thảo Mỹ Bó là để phục vụ công tác điều tra về hành vi nêu trên. Cụ thể, ngày 1 tháng 11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thượng Phùng, Thảo Mỹ Bó đã rủ ông Lù Văn Hiệp, giáo viên trường tiểu học xã Thượng Phùng đi săn thú rừng hai người di chuyển bằng xe máy do ông Hiệp điều khiển. Khi đó, ông Thảo Mì Bó mang theo một khẩu súng thể thao. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, khi đi đến thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng, thấy có ánh sáng lập lòe trong bụi cây, ông Thảo Mì Bó nghĩ có thú rừng nên đã bảo ông Hiệp dừng xe và bắn một phát súng về phía bụi cây. Phát súng của ông Thảo Mì Bó bắn là một người đàn ông tử vong. Ngày 2 tháng 11, Công an tỉnh Hà Giang đã tạm giữ hình sự đối với ông Bó về hành vi vô ý làm chết người. Bị lợi dụng để đánh bạc online, ví điện tử Momo nói gì? Mới đây, công an tỉnh Bắc Giang đã hoàn tất điều tra và đề nghị truy tố một số bị can trong đường dây cờ bạc sử dụng mã giao dịch của Momo với số tiền trong các giao dịch gần 3.000 tỷ đồng. Một thủ đoạn được các đối tượng sử dụng là các đối tượng tội phạm dựa vào mã giao dịch chuyển tiền của ví điện tử để đánh bạc. Liên quan đến vụ việc bị lợi dụng để đánh bạc online, vào ngày 9 tháng 11 trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Bá Hiệp, đồng sáng lập phí Momo, cho biết đây là vụ việc được công an Bắc Giang triệt phá từ tháng 12 năm 2022. Để góp phần ngăn chặn vấn nạn cờ bạc online, Momo đã đầu tư nghiên cứu nhiều giải pháp công nghệ, cùng với hơn 100 chuyên gia và kỹ sư, với chi phí rất lớn lên đến hàng chục tỷ đồng trong hơn một năm, từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 2 năm 2023. Đây là một vấn đề rất thách thức vì các đối tượng tội phạm dựa vào mã giao dịch chuyển tiền của ví điện tử để đánh bạc. Nếu hủy bỏ thì không thể phân biệt các loại giao dịch, không thể thực hiện tra soát giao dịch trên toàn hệ thống, ông Nguyễn Bá Diệp nói. Từ tháng 2 năm 2023, Momo đã thay đổi quy trình nghiệp vụ, nâng cấp ứng dụng để hiển thị mã giao dịch cho người gửi trước khi họ thực hiện giao dịch, thay vì hiển thị sau như trước đây. Đồng thời, phí đã mua bản quyền và tích hợp công nghệ VK vào hệ thống để ngăn chặn các đối tượng cờ bạc, sử dụng thiết bị giả lập để truy cập và ứng dụng và quét mã giao dịch tự động nhằm mục đích cá cược. Hiếp dâm cô gái xong còn xin tiền đồ xăng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Hữu Nghĩa, sinh năm 1987, chú tại xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định để điều tra về hành vi hiếp dâm theo hồ sơ của cơ quan công an, qua mạng xã hội Zalo, Nghĩa làm quen với chị S, sinh năm 1988, trú tại Thừa Thiên Huế. Sau 4 ngày quen biết, Nghĩa hẹn gặp chị S gặp mặt và chị S đồng ý. Tối ngày xảy ra chuyện, chị S đi ăn cùng với nhóm bạn, sau đó nhắn cho Nghĩa đến gặp ở địa chỉ 233 Núi Thành để đón chị S. Tuy nhiên sau đó, chị S lại chờ người bạn bị sai về nhà, nên đến hơn 22 giờ đêm mới quay lại Núi Thành gặp Nghĩa. Khi gặp mặt, Nghĩa đã tỏ thái độ giận dữ vì nghĩ chị S cho Nghĩa leo cây. Khi hai người cùng về qua khu vực công viên 29 tháng 3, phát hiện chị S có uống rượu, nên nghĩa rủ chị S vào công viên dạo chơi một lúc rồi về. Khi vào sâu trong công viên, nghĩa bất ngờ rút dao trong người, kề vào cổ chị S và yêu cầu chị S nằm xuống vườn hoa để cho nghĩa thực hiện hành vi hiếp dâm. Lo sợ nghĩa làm liều nguy hiểm đến tính mạng, nên chị S đành nhắm mắt để nghĩa thỏa mãn dục vọng. Sau khi thực hiện xong hành vi đổi bại, Nghĩa yêu cầu chị S đưa cho hắn 200.000 đồng đi đổ xăng. Khi đến bãi xe, lợi dụng lúc Nghĩa đang rửa tay, chị S đã bỏ chạy và nhiều người đi đường giúp đỡ. Nhận được đơn trình báo của nạn nhân, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra. Ngay trong sáng hôm sau, đối tượng hiếp dâm bạn gái quen qua mạng đã bị bắt giữ. Phó phòng công an tỉnh Thái Bình liên quan vụ nói đồ mang súng lên máy bay. Sáng ngày 9 tháng 11, một nguồn tin cho biết một hành khách liên quan đến vụ hỏi nhau súng ở đâu khiến chuyến bay phải dừng khẩn cấp là Trung tá Quy, Phó phòng an ninh mạng, Công an tỉnh Thái Bình. Trước đây, ông Quy từng công tác tại phòng an ninh kinh tế, sau đó được luân chuyển sang phòng an ninh mạng. Người này đang đi học nâng cao tại Hà Nội. Như đưa tin, trên chuyến bay số hiệu VN186 chặn bay từ Đà Nẵng đi Hà Nội, dự kiến khởi hành tối ngày 7 tháng 11, với tổng cộng 97 hành khách. Lúc này hai nam hành khách ngồi ghế 29A và 30D hỏi nhau súng ở đâu và người còn lại trả lời cất trong hành lý. Sau khi nhận tin báo, chỉ huy đội an ninh trật tự đã thông báo trực ban Trung tâm An ninh Hàng không Đà Nẵng để lãnh đạo đơn vị triển khai lực lượng đến hiện trường. Cảng vụ hàng không miền Trung quyết định áp giải hai hành khách tung tin mang súng lên máy bay, đưa xuống máy bay, đồng thời đưa toàn bộ hành khách và hành lý sách tay trên máy bay vào lại nhà ga. Lực lượng sân bay bắt buộc phải tái kiểm tra an ninh đối với toàn bộ hành khách, soi chiếu an ninh lần hai với hành lý sách tay và kiểm tra toàn bộ máy bay. Sân bay Đà Nẵng cũng thông báo xin lỗi các hành khách bị ảnh hưởng. Hai hành khách liên quan là T 30 tuổi ngồi ghế 30D và Q 40 tuổi ngồi ghế 29A cùng ở tỉnh Thái Bình. Đến 21 giờ cùng ngày kết thúc quá trình kiểm soát đối với tàu bay, hành khách, hành lý nhưng không phát hiện vật phẩm nguy hiểm, chất cấm, chất nổ. Chuyến bay VN-186 tiếp tục thực hiện hành trình lúc 22 giờ. Tại cơ quan chức năng, hai hành khách trên khai nhận việc nói mang súng lên máy bay chỉ là nói đùa. Vào dịch vụ gái gọi, bị lừa 560 triệu đồng. Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm, xâm phạm sở hữu, phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa nhận được đơn trình báo của một người đàn ông bị lừa đảo qua mạng. Nạn nhân đã bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 560 triệu đồng. Theo đó, anh Dương Tuấn, chú tại huyện Thanh Trương, Nghệ An, sử dụng ứng dụng Telegram vào dịch vụ gái gọi. Sau đó có người xin tương tác với anh và cho số điện thoại để tiện trong việc sử dụng dịch vụ. Anh Tuấn trực tiếp liên hệ với số điện thoại của cô gái. Tuy nhiên, đối tượng lừa đảo đã đưa nạn nhân vào nhóm thực hiện các nhiệm vụ để được cấp thẻ VIP. Anh đã lần lượt thực hiện 6 nhiệm vụ mà đối tượng đưa ra để nhận tiền hoa hồng qua chuyển khoản. Sau khi hoàn thành 6 nhiệm vụ, chuyển khoản tổng cộng số tiền 560 triệu đồng cho đối tượng. Khi anh yêu cầu đối tượng này chuyển lại số tiền trên thì tiếp tục được hướng dẫn làm nhiệm vụ cuối cùng, để hoàn thành nhiệm vụ cuối, anh sẽ phải chuyển thêm 450 triệu đồng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này, đối tượng hứa sẽ chuyển hết toàn bộ tiền và chi trả đầy đủ hoa hồng. Biết mình rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo, anh đã đến cơ quan công an trình báo. Theo trung tá Hà Huy Đức, đội trưởng đội phòng ngừa điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu, đối tượng mà kẻ lừa đảo nhắm tới chủ yếu là nam giới, thậm chí khi lỡ sập bẫy mất tiền nhưng nạn nhân không dám nói với ai vì để giữ hạnh phúc gia đình. Dự án tại vịnh Hạ Long, việc lớn như thế mà lãnh đạo địa phương không biết. Bà Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa 13, nguyên ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng khẳng định vịnh hạ long là di sản thế giới được unesco công nhận đây là di sản quốc gia tài sản vô cùng lớn ai nào dám đụng đến khi chưa được phép tôi rất hoan nghênh khi phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà đã yêu cầu các bộ ngành địa phương có liên quan kiểm tra thông tin phản ánh của báo chí về dự án khu đô thị quê núi đá vịnh hạ long làm hòn non bộ tôi xin đề nghị chính phủ đã chỉ đạo thì phải xử lý tận cùng làm rõ trách nhiệm ai cho phép bà an thẳng thắn theo bà An, việc sở tài nguyên vào môi trường tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền là 125 triệu đồng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Gia Capital trong việc triển khai thi công dự án khu đô thị tại khu 10B ở vùng đệm Vịnh Hạ Long, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả vì không công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt kết quả thẩm định theo quy định trong trường hợp quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không thực hiện nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mới chỉ là bước đầu và chưa tương xứng. Tôi xin kiến nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đến cùng làm rõ trách nhiệm từng cá nhân, đơn vị. Di sản quý như thế, xảy ra trong khoảng 3 tháng cuối cùng báo chí phát hiện việc lớn như thế, ai cũng nhìn thấy mà lãnh đạo địa phương không biết, bà An thẳng thắn nói. Sự thật vụ dân tố, công an sát ướt bột vào vùng kín, sau khi xảy ra mâu thuẫn với tài xế xe tải do va quyệt giao thông, đám bạn của Huỳnh Thế Anh, 24 tuổi, ngụ Long An, tập trung tại quán cà phê uống nước. Tại đây anh bị công an huyện Đức Hòa bắt giữ đưa về trụ sở. Theo lời trình bày của Huỳnh Thế Anh, hôm đó anh cùng bạn đang nhậu tại nhà một người bạn. Cả nhóm thèm ăn dưa leo nên bèn cử hai người tên là Cường và Hiếu đi mua. Trên đường đi, cả hai bị chiếc xe tải chạy cùng chiều lấn đường khiến chiếc xe máy ngã lăn nên hai bên xảy ra cử cãi. Do hai người trên xe tải cao lớn cho rằng đánh không nổi nên Hiếu chạy xe trở lại điểm nhậu gọi nhóm bạn ra can thiệp. Do nhóm đông nên hai người kia bỏ chạy. Khi cả nhóm đang tám chuyện thì đột nhiên thấy cảnh sát 113 bước vào quán. Cả nhóm nhốn nháo bỏ chạy, duy nhất Huỳnh Thế Anh nghĩ mình không liên can gì nên vẫn ngồi lại quán. Lập tức thanh niên này đã bị áp tài lên xe đặc trùng đưa về trụ sở công an xã Hữu Thạnh. Có tất cả bốn anh công an thay phiên vào phòng nói chuyện, đánh đập mà không cho phép tôi trình bày công nào người viết đơn bức xúc lên tiếng. Tôi ngồi trên ghế, một tay bị còng vào chiếc xe máy, rồi cứ thế, mấy ánh bát bạt tay, dùng cùi trò đánh vào ngực và lưng. Tôi đau quá chỉ biết kêu rên, gục đầu xuống bàn, nhưng mấy anh đổ thừa rằng tôi sai xỉn nên tiếp tục đánh. Có anh công an vừa đánh vừa tuyên bố, tao đánh cho mày mang bệnh về sau mới hạ dạ. Họ còn lấy ớt sát vào vùng bộ hạ của tôi nữa, nhục lắm anh ơi, đau mà không kêu được, người tố cáo nói. Gia đình Huỳnh Thị Anh cho biết thêm, sau khi xảy ra sự việc đã làm đơn khiếu nại đến công an huyện đức hòa nhưng đến nay chưa nhận được hồi âm từ đơn tố cáo các đơn vị chức năng xác minh và xác định việc dùng nhục hình đối với thế anh là không có cơ sở thế anh thừa nhận hành vi đánh người của mình quyết định tạm giữ, đưa vào nhà tạm giữ, biên bản giao nhận người và phiếu khám sức khỏe của y tế, nhà tạm giữ xác nhận tình trạng sức khỏe của Thế Anh là bình thường. Đối với việc bị thương ở đầu gối là do đánh nhau với lái xe bảo, còn thương tích ở bụng là do bị ngã. Ngoài ra, trong quá trình khám, siêu âm chụp x-quang, chụp CT scan tại bệnh viện cũng không phát hiện tổn thương nào. Chuyện hy hữu, đặt mua 4 iPhone 15 Pro Max nhưng được Apple hào sản gửi tận 60 chiếc. Một tài khoản TikTok đã trở thành tâm điểm của sự chú ý trên mạng xã hội khi anh ấy chia sẻ một trải nghiệm mua sắm trái ngược với bất kỳ lần mua sắm nào trước đó. Vào ngày 2 tháng 11 vừa qua, anh đã đăng tải khui kiện một đơn hàng từ Apple, nơi anh đã thực hiện đơn hàng mua một chiếc iPhone 15 Pro Max 1TB cho bản thân và ba chiếc iPhone Pro Max 256GB cho đồng nghiệp của mình. Trong video, Legend Joe chia sẻ rằng anh đã trả tổng cộng 3.600 đô la để mua 4 chiếc điện thoại. Nhưng điều bất ngờ và đáng kinh ngạc xảy ra khi anh mở gói hàng, thay vì nhận được 4 chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max như đã đặt hàng, anh chàng này đã nhận được 60 chiếc iPhone 15 Pro Max 1TB. Tổng giá trị lên tới khoảng 96.000 đô la, tương đương gần 2,4 tỷ đồng. Sự việc hiếm hoi này đã thu hút sự chú ý và phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Theo trang công nghệ Phone Arena, đây có thể là sự cố xảy ra tại bộ phận tiếp nhận đơn hàng và vận chuyển của Apple. Tuy nhiên, đại diện của hãng chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về sự việc này. Câu hỏi lớn bây giờ là liệu Apple sẽ liên hệ với Lejenzou để thu hồi những chiếc iPhone chuyển nhầm hay không. Ngoài ra, trang Geek China đưa một quan điểm rằng Apple có khả năng vô hiệu hóa từ xa những chiếc iPhone trái phép, khiến chúng trở nên không thể sử dụng. Việc này có thể là một biện pháp an ninh để đảm bảo rằng những thiết bị này không bị lạm dụng hoặc bán lại trái phép. Tuy nhiên, đây vẫn là một sự hiếm hoi và khá đặc biệt đối với cộng đồng người dùng công nghệ di động. Ngân hàng bị cầm bán bảo hiểm liên kết đầu tư kèm khoản vay Nội dung này được đề cập trong thông tư 67 hướng dẫn luật kinh doanh bảo hiểm vừa được Bộ Tài chính ban hành nhằm cải thiện quy trình tư vấn bảo hiểm của đại lý cá nhân và tổ chức, theo đó, thông tư mới quy định, nhà băng không được tư vấn giới thiệu chào bán, thu xếp ký hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư cho khách hàng trong thời hạn trước và sau 60 ngày kể từ ngày giải ngân toàn bộ khoản vay. Việc cấm này áp dụng với loại hình bảo hiểm liên kết đầu tư, gồm bảo hiểm liên kết chung và bảo hiểm liên kết đơn vị, các loại bảo hiểm khác Bộ Tài chính không đề cập tại thông tư này bảo hiểm liên kết chung được các công ty giới thiệu là sản phẩm vừa giúp bảo vệ tài chính trước các rủi ro vừa là kênh đầu tư gia tăng tài sản cho người tham gia còn bảo hiểm liên kết đơn vị là sản phẩm kết hợp quyền lợi bảo hiểm rủi ro và đầu tư sinh lời bằng cách tham gia vào quỹ liên kết đơn vị đây là quỹ do công ty bảo hiểm lập dựa trên nguồn phí bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị Quy định mới được Bộ Tài chính đưa ra sau hàng loạt bài phản ánh của người dân cho biết bị ép mua kèm bảo hiểm nhân thọ. Khi đi vay suốt thời gian qua, nhiều người vay phải chấp nhận mua kèm bảo hiểm nhân thọ như một luật ngầm, dù Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính đều có các văn bản nhắc nhở các tổ chức tín dụng. Ngoài quy định về hoạt động bán chéo bảo hiểm qua kênh ngân hàng, Baycastron, Bộ Tài chính cũng đưa thêm nhiều ràng buộc với các đại lý tư vấn bảo hiểm nói chung. Bản tin đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại